Chào các bác nha, hôm nay giới thiệu đến các bác cái nô nhẫn chú Bát Minh Hồng này. Thì cái nô này nó mới về, nó có nhiều kích cỡ lắm các bác. Nô này thì bây giờ đợt dịch giết các thứ này nó khó về lắm. Nhẫn nó về ít lắm, mà nó về theo kiểu nhỏ lẻ thôi, chứ nó không về theo số lượng nhiều được. Cho nên là rất là hiếm, không có hàng mà bán các bác. Đây cái nhẫn chú Bát Minh Hồng này. Size số 9 này, nó có mấy cái size to, size số 9 này, có nhẫn size số 8 này. Mấy cái size to thôi các bác. Size số 8. Size số 9 cái này có một cái thôi. Size số 9 cái này có một cái màu vàng duy nhất này các bác ạ. Toàn còn lại toàn size số 8 với size số 7 với size số 6 thôi. Này size số 6 này. Size số 6 này, màu bạc. Màu bạc cũng về cũng khá khá nhiều cho các bác thích size màu bạc đây, size số 9 này. Số 9 có 3 cái màu bạc. Màu vàng có một cái, số 9 thì nam đeo chắc là vừa. Tay tôi thì 80 cân nhưng mà tay nhỏ các bác. Để đeo áp út, những cái nhẫn này đeo ngón áp út các bác nhá. Cái nhẫn này tôi cũng đã giới thiệu rất là nhiều lần ở trên những cái video của tôi rồi. Nhẫn bát nhã rồi nhẫn chú Bát Minh Hồng này. Size số 8 nhiều, size số 8 này có hai cái đây, size số 7. Ba cái size số 8 màu vàng. Các bác nào lấy cứ alo cho tôi, bên tôi giá thì vẫn như cũ thôi, không thay đổi. 800 thì đang được bên tôi khuyến mại, vẫn được khuyến mại giảm giá còn 550 và được tặng thêm một cái vòng gỗ phong thủy. Các bác nào mà theo dõi bên tôi rồi thì các bác biết rồi, bên tôi bán hàng này vẫn những cái hàng nhẫn, hàng vòng như này. Đây, vòng này là vòng này, cũng là chú Bát Minh Hồng này. Đó. Hàng chính hãng Tây Tạng các bác nhé, hàng chính hãng Tây Tạng luôn. Đấy, thì các bác nào mà có nhu cầu, video nó lại hết hết dung lượng rồi này. À, tôi phải chuẩn bị tắt đi thôi. Đấy, các bác nào có nhu cầu thì bên tôi sẽ giao hàng tận nơi, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền. Nhẫn này thì nó là titan mạ vàng 24K, giới thiệu ca qua cho các bác biết, và bảo hành trong vòng 3 năm, nó xoay 360 độ được các bác nhé, xoay 360 độ được như nhẫn Bát Nhã Tung Kinh. Đó, cái nhẫn này thì chủ yếu là đeo ngón út, tay út, đeo rất là đẹp. Các bác nào mà có nhu cầu thì có thể liên hệ cho tôi. À, cũng rất là nhiều khách hàng đặt cái nhẫn này vì nó dễ đeo và nó nhỏ gọn, nó gọn và nó tinh tế lắm các bác. Hàng chính hãng đây, hàng này là hàng Tây Tạng 100% và nó rất là bền đẹp, bảo hành 3 năm cơ các bạn. Đây là màu trắng bạc cũng rất là đẹp, màu vàng thì sang trọng rồi, màu trắng thì trang nhã hơn. Rồi, các bác nào mà mua nhẫn cùng combo nhẫn vòng thì bên tôi sẽ giảm giá cho các bác nhé. Các bác cứ báo cho bên tôi, sắp đăng ký kênh trên YouTube này, lại được giảm giá nữa. Cho nên là các bác cứ đăng ký và theo dõi một hướng shop đi, có cái sản phẩm gì thì hay mới thì tôi sẽ đăng lên, giới thiệu đến các bác. Các bác thích thì các bác ủng hộ. Còn về vấn đề mà giao hàng thì giao hàng nhanh, bên Viettel đấy, còn trong khoảng 2 đến 3 hôm thôi là nhận được toàn miền Tổ quốc. Bên nước ngoài cũng bên tôi cũng giao được, nhưng mà bên tôi không miễn phí ship bên nước ngoài. Nước ngoài thì giao phải từ 7 đến 10 ngày, hoặc chậm có thể 15 ngày, 20 ngày. Đó, tùy theo từng chỗ. Đó là bên tôi cả nhẫn Bát Nhã nữa. Thì nhẫn Bát Nhã tôi sẽ lên clip khác, còn cái clip này thì tôi thông báo về cái nhẫn chú Bát Minh Hồng này thôi nha. Chào các bác nha.